Ngày nay, có rất nhiều cuộc thi sắc đẹp được tổ chức để tôn vinh và lựa chọn ra một hoa hậu vừa có nhan sắc vừa có trí tuệ. Suốt bao năm vào các cuộc thi nhan sắc, Việt Nam đã chọn ra rất nhiều hoa hậu và nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Hãy cùng Bí ẩn Kinh Hoàng nhìn lại top 10 hoa hậu đẹp nhất Việt Nam qua các thời kỳ. Đỗ Mỹ Linh đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2016. Đỗ Mỹ Linh đã được công chúng và giới truyền thông quan tâm và yêu mến. Cô sinh năm 1996, sở hữu chiều cao 1m71, số đo 3 vòng 87, 61, 90, là sinh viên trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Cô từng tham gia Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2015 và lọt top 15 chung cuộc. Trần Thị Thu Ngân. Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu 2016 đã khép lại tối ngày 7 tháng 8. Với vương miện Hoa hậu thuộc về Trần Thị Thu Ngân, cô gái Hải Phòng 19 tuổi, hiện đang là sinh viên tại Thụy Sĩ. Đương kim Hoa hậu có phong cách tự tin, thể hình cân đối, cao 1m70, số đo 3 vòng 87, 59, 92, sở hữu gương mặt khả ái cùng nụ cười rạng rỡ. Cô được công chúng yêu mến và đánh giá là một trong những Hoa hậu đẹp nhất Việt Nam. Julie Nguyễn, Hoa hậu Thế giới Người Việt tại Úc 2015, sở hữu vẻ đẹp chuẩn thời thượng với bờ môi cong nóng bỏng vô cùng quyến rũ, đôi mắt to, sâu hút hồn người nhìn. Không chỉ vậy, Julie còn sở hữu thân hình nóng bỏng với vòng eo thắt đáy lưng ong. Cô cũng được đánh giá là một trong những Hoa hậu đẹp nhất Việt Nam qua các thời kỳ. Phạm Hương, trước khi trở thành Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2015, Phạm Hương đã dự thi rất nhiều cuộc thi như Việt Nam Next Top Model, Hoa hậu Việt Nam 2014. Đặc biệt, đây có lẽ là hoa hậu thu hút giới truyền thông và có nhiều người hâm mộ nhất khi tham gia cuộc thi nhan sắc Hoa hậu Hoàng vũ Thế giới. Hiện tại, ngoài công việc người mẫu, Phạm Hương còn trở thành gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hiệu. Gần đây, cô cũng trở thành giám khảo cho cuộc thi truyền hình thực tế The Face. Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Nguyễn Cao Kỳ Duyên được xướng tên trong giây phút cuối cùng của đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014 diễn ra tại sân khấu Nhạc nước ngoài trời của Vinpearl Phú Quốc, Kiên Giang. Khi ấy cô mới 18 tuổi, nằm trong nhóm thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi và đang là sinh viên năm thứ nhất Đại học Ngoại thương Hà Nội. Người đẹp cao 1m73, nặng 59kg, số đo hình thể là 86, 63, 91. Ngoài vẻ xinh xắn, đáng yêu, Kỳ Duyên còn là cô gái tự tin, ham học hỏi và luôn thể hiện bản lĩnh trong phong cách giao tiếp và ứng xử. Tuy nhiên, trong thời gian 2 năm nhiệm kỳ, có lẽ Kỳ Duyên là hoa hậu có nhiều scandal nhất. Diễm Hương. Với thể hình lý tưởng cao 1m71, số đo 3 vòng 81, 61, 92, Diễm Hương đã đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt năm 2010. Khi ấy, cô vẫn là sinh viên năm 2 của trường Đại học Hoa sen thành phố Hồ Chí Minh. Sau cuộc thi, Diễm Hương đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth năm 2010, được tổ chức tại Việt Nam và lọt vào top 14. Đặng Thu Thảo. Top Hoa hậu đẹp nhất Việt Nam không thể không kể đến Hoa hậu Việt Nam 2010, Đặng Thu Thảo. Cô xuất thân trong một gia đình nghèo ở vùng quê sông nước miền Tây. Cô được khán giả đặt cho biệt danh là Hoa hậu của các Hoa hậu bởi vẻ đẹp mong manh, thanh thoát và đặc biệt là lối sống, cư xử đẹp, nhã nhặn gây thiện cảm. Cô rất thường xuyên tham gia vào tổ chức các hoạt động tình nguyện, vì vậy cô luôn ghi dấu ấn rất đẹp trước công chúng. Mai Phương Thúy đăng quang ngôi vị cao nhất tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu Việt Nam 2006. Mai Phương Thúy là hoa hậu được đánh giá cao không chỉ sở hữu nhan sắc hoàn hảo mà cô còn rất thông minh và tài giỏi khi đổ vào trường Đại học Ngoại thương với số điểm là 24,5. Dù đã đăng quang sau 8 năm, nhưng cái tên Mai Phương Thúy vẫn luôn được giới truyền thông và các thương hiệu săn đón. Cô luôn được công chúng đánh giá là một trong những hoa hậu đẹp nhất Việt Nam. Hiện cô đã là bà chủ của một nhà hàng nổi tiếng ngay tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Thùy Lâm. Năm 2008, Thùy Lâm đạt giải Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam, đoạt thêm các giải Hoa hậu Tài năng, Người đẹp được khán giả yêu thích nhất và Người đẹp ứng xử hay nhất. Không chỉ vậy, cô còn đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Thế giới năm 2008 và lọt vào top 15, bước chân vào nghệ thuật khi chỉ 12 tuổi và sự nghiệp ca hát. Bên cạnh đó, cô cũng lấn sang diễn xuất. Năm 2010, người đẹp kết hôn với một tiến sĩ kinh tế và đang sống hạnh phúc bên chồng và hai con. Nguyễn Thị Huyền.
Mang nét đẹp Á Đông với khuôn mặt phúc hậu, thu hút người nhìn cùng với tài năng và trí tuệ, Nguyễn Thị Huyền đã xuất sắc trở thành Hoa hậu Việt Nam 2004. Không những vậy, cô còn đứng thứ 11 trong top 15 Miss World 2004. Cô là một hoa hậu rất tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện suốt bao năm. Kể từ ngày đăng quang, hiện cô không còn tham gia vào các hoạt động nghệ thuật nữa, mà tập trung vào công ty truyền thông do cô thành lập. Đó là những nàng hoa hậu đẹp nhất của Việt Nam qua các thời kỳ. Mỗi người đều mang một vẻ đẹp khác nhau. Không những vậy, họ còn là những hoa hậu rất tài năng và được công chúng yêu mến. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ bấm đăng ký để xem những video mới nhất nhé.